các bạn. Hôm nay tôi xin được nói chuyện với các bạn về trường đại học Aju. À, đại học Aju là một trong những trường đại học rất là nổi tiếng tại Hàn Quốc, và trong nhiều năm liền thì nó đều được xếp hạng là top, trong top 10 đại học tốt nhất Hàn Quốc hiện nay. Và hôm nay thì tôi muốn giới thiệu với các bạn một cái chương trình, đó là cái chương trình Global IT, là một chương trình rất là đặc biệt của khoa IT của trường đại học Aju. Đây là một cái chương trình mà hướng tới các sinh viên nước ngoài và tập trung vào việc đào tạo, và đặc biệt đó là cái đầu ra cuối cùng đó là muốn hướng tới việc giới thiệu việc làm cho các công ty của Hàn Quốc tại Hàn Quốc cũng như là tại Việt Nam. Bởi vì như các bạn biết là trường đại học Aju được thành lập bởi tập đoàn Daewoo, là một tập đoàn có cái sự tác động kinh tế với nền kinh tế Việt Nam rất là sâu sắc, và có rất là nhiều cái lĩnh vực đang hoạt động, các công ty của Hàn Quốc đang hoạt động tại Việt Nam có liên quan đến cái hoạt động của tập đoàn Daewoo. Thế nên là cái việc mà giới thiệu cái vị trí Việt Nam tại Việt Nam cho sinh viên Việt Nam tốt nghiệp tại đại học Aju là hoàn toàn có thể là có khả năng.